Chị ơi, chị đã có chuẩn bị hình ảnh của Thương đây rồi. Thương đứng qua đây với chị nào. Chắc là nhìn lại hình ảnh cũ lại đều không muốn nhìn lại đúng không? Thì hôm nay em đứng cạnh qua đây với chị nhé. Hôm nay thì anh có giới thiệu về bạn Thương là đã làm dịch vụ tại viện thẩm mỹ Korea. Thì với góc dáng như thế này thì chắc là Thương cũng rất là ngại chia sẻ lại hình ảnh cũ. Tuy nhiên là chị vẫn xin phép giới thiệu lại hình ảnh cũ của Thương nhé, để các khán giả có thể thấy cái sự thay đổi trên cơ thể của bạn như thế nào. Thì đây chính là ngày đầu tiên đi Thương qua Korea. Thì lúc này các bạn có thể nhìn thấy là lượng mỡ thừa rất là nhiều, và đặc biệt tập trung cho phần bụng với hai bên thành eo hông. Ngoài ra lượng mỡ thừa quá nhiều và độ đàn hồi trên da thì kém, cho nên là dẫn đến việc là chảy xệ cho phần bụng dưới. Và trong quá trình mà bạn tình trạng lượng mỡ thừa nhiều như thế này thì cảm giác đi Thương già hơn so với bây giờ rất nhiều. Em với góc dáng hiện tại như thế này thì em chia sẻ cho các khán giả biết là cái sự thay đổi của em là đã giảm bao nhiêu về cân nặng và số đo của em được không? So với trước đây thì phòng bụng hiện tại của em ấy cũng giảm được hơn 20cm rồi. Và cân nặng của em thì giảm được khoảng tầm 12 cân nhỉ. Bây giờ là em bao nhiêu cân? Hiện tại em chỉ 50 cân thôi. Và số đo phòng bụng các bạn nhìn thấy có thể nói là đúng là một vòng eo con kiến luôn, bé xíu xiu luôn. Em thấy với số đo phòng bụng này của em đã như là em ước mơ khi bắt đầu đến với Korea chưa? Em chắc khi em nên làm em chắc không chắc không, không được như này đâu. Bây giờ là với một số đo phòng bụng thì chị và anh nghĩ là nhiều khách hàng thậm chí là chưa có gia đình mà nhìn thấy số đo phòng bụng như này cũng rất là ngưỡng mộ luôn á. Với cái sự cải thiện về số đo phòng bụng như này, cho chị hỏi là cái công việc của em, cuộc sống của em có gì thay đổi bây giờ, đột phá hơn so với trước đây như thế nào được không? Hiện tại công việc của em thì em đã được trở về cái vị trí cũ. Thế là trước đây là em làm trước đây là em làm cho khách hàng với chị. Thì công việc này nó yêu cầu rất là cao về mọi hình. Sau khi mà em sinh xong thì em bị lên cân nhiều quá, là em buộc phải chuyển sang một bộ phận khác. Bây giờ thì em đã được trở về. Cái thời gian mà em bị luân chuyển công tác như vậy thì không biết là em có cảm thấy căng thẳng stress nhiều không? Thật sự là sốc luôn chị ạ. Đấy thì em không nghĩ là chỉ vì cái ngoại hình thôi đâu mà mình bị bất lợi nhiều như thế. Tức là không có làm được về cái đúng chuyên môn của mình. Đúng rồi ạ. Và khi mà em thừa mỡ nhiều như vậy thì anh xã này có động viên an ủi em trong quá trình mà em nên đi giảm mỡ không, hoặc là có những cái trao đổi vui gì về ngoại hình của em thời đó không? Nghĩa là chồng em thì cũng biết là vợ khổ tâm stress vì cân nặng ấy, thì cũng gọi là động viên nữa mà thôi, bây giờ cứ ăn cho chăm con khỏe đã, lo sức khỏe trước đã rồi sau này đấy mình thành thân mình lo giảm cân sau. Thế em đã từng sử dụng những cái phương pháp gì giảm cân trước đây rồi, trước khi tìm đến Korea? Giờ nghĩ lại cái khoảng thời gian thật sự là kinh khủng với chị ạ. Đấy, có quá nhiều phương pháp luôn. Vâng đấy, đợt đầu tiên thì em nghĩ đơn giản lắm là ăn ít gì thì sẽ gầy. Đấy cũng nhiều khách hàng nghĩ như em. Suốt 2 tháng ấy là em không dám ăn nhiều, nghĩa là em chỉ ăn một chút buổi trưa thôi. Buổi sáng và tối gần như là em không ăn gì, uống nước rồi ấy. Thế mà thì em có không thấy mệt nhiều không? Mệt chị, nghĩa là em đi làm ấy thì lúc nào đó cũng lâng không tập trung làm cái gì ấy. Nhưng mà quan trọng là vẫn không giảm một lạng nào luôn. Đấy, xong một thời gian sau thì chuyển sang em muốn trả giảm cân. Thì sau một tuần em uống nhá thì bị gọi là bị sạm da chị ạ. Với loạn nội tiết rồi em bị rụng tóc nữa. Thật sự nhìn lúc đấy còn kinh khủng hơn rồi. Thế thì em đã tìm hiểu về viện thẩm mỹ Korea là qua bạn bè em giới thiệu hay là tìm hiểu chủ yếu trên trang fanpage? Đấy, cũng là một điều tình cờ, như là em giải cái em lướt Facebook ấy. Thì em thấy cái livestream của mình, em cũng xem suốt một tháng liền nên em quyết định là hôm đấy là ông xã ấy. Thế là ông xã là chủ đích là đưa em qua Korea hay là em cần phải thuyết phục là anh ấy đưa em qua đây để em tư vấn về dịch vụ này? Chồng em cũng thấy vợ hay chat và cầm nhận nên thế là thấy em hay xem mà cũng bảo là thôi chồng cứ chở vợ qua đấy xem thế nào. Thế thì hôm chở qua thì cũng thấy rất là đông khách. Thế cũng ngồi đợi thì thấy đợi từ khách người ta ngồi từ cửa và trong thì chồng em nói nhỏ mà là đông như này chắc là hiệu quả đấy các bạn. Đấy và quyết định này. Cho đến với vóc dáng bây giờ thì có thể nói là một vóc dáng rất là đẹp luôn nhé các bạn nhé. Và quan trọng hơn hết là cái sự cải thiện về vấn đề sức khỏe của em. Trước đây thì em có những cái vấn đề gì về sức khỏe khi mà thừa mỡ nhiều như vậy? Lúc mà em thừa mỡ như thế thì lúc nào người nó cũng trong trạng thái gọi là nặng nề, em không buồn làm cái gì luôn ấy. Xong rồi lúc nào cũng bị có bị stress căng thẳng đấy.
phép này, rồi rụng tóc, mất ngủ các thứ, lúc nào cũng lo nghĩ là tìm trời ra ngoài đường đấy, lúc nào nhìn thấy mấy cái chị kề gầy đấy, bảo lúc nào cũng ngồi ước gì như người ta, được như người ta. Xong rồi đấy kiểu nhìn em già ấy, mấy đứa bằng tuổi, kém tuổi cũng toàn của em, chị với cô thôi. Đấy là bây giờ thì đã trở về với lại vóc dáng rất là đẹp và đúng với độ tuổi của em rồi. Dạ. Cho chị hỏi một cái quá trình đào thải của em ấy thì nó có gây ảnh hưởng đến cái công việc hàng ngày của em không, và có cần phải nghỉ ngơi gì không? Ừ, sau khi làm thì các chị có tư vấn với em ấy, thì em về nhà để ý thì khoảng tầm 4 ngày sau thì bắt đầu là nó diễn ra cái vòng đào thải đấy, thì em cảm thấy nó khá là chân chu và ok. Thì sau 4 ngày thì em, sau khi mà mình đi vệ sinh ấy, thì em thấy là nó nổi lên rất là nhiều cái bám như kiểu mì tôm ấy. Đấy. Và mỗi lần đào thải như thế cảm giác như người nó sẽ nhẹ nhàng hơn đúng không? Nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, bụng cũng thon đi. Rồi là cảm thấy, nghĩa là cảm thấy rõ rệt luôn, thay đổi, người nó nhẹ nhàng. Bây giờ thì với một vóc dáng chị nghĩ là chắc là em đã rất rất hài lòng rồi đúng không? Dạ, chắc là phải rất hài lòng thì mới cho viện thẩm mỹ xin quay feedback như thế này đây. Và cũng mong là với liệu trình này thì đã giúp cho Thương là cải thiện rất là nhiều về số đo vòng bụng và cải thiện về cân nặng, thì sẽ giúp cho em ngày càng tự tin hơn nữa, hạnh phúc hơn và thành công hơn em nhé. Cảm ơn Thương và cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi clip livestream của viện thẩm mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại trong những livestream tiếp theo ạ.